Công trình duy tu giảm giá và sửa chữa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn ngã tư Mỹ Khánh và dốc hai bên cầu Trường Tiền, cầu Ông Đề thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang được đơn vị thi công khẩn trương tiến hành. Đại diện nhà thầu cho biết, hai dốc cầu bị nhiều ổ gà, một phần là do mưa bão, phần còn lại do trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và huyện Phong Điền, các công trình cầu giảm sáng đang thi công. Xe tải trọng nặng chở vật tư thiết bị công trình đi qua lại nhiều nên mặt đường cũng bị ảnh hưởng. Khi nhận được phản ánh của huyện, ngay sau khi áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15, nhà thầu đã đưa xe cuốc, xe lu, công nhân ra sửa chữa giảm giá ổ gà. Hiện nay đội thi công đã sắp hoàn thành công việc để người dân đi lại an toàn.